Kính thưa quý vị khách quý thân mến, rất là vinh dự cho Bách Báo trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã về đây để dự cái buổi gala trong buổi tối ngày hôm nay để chúc mừng cho tất cả anh chị em làm nghệ thuật và tổ chức sự kiện nói riêng và huyện Đan Phượng của chúng tôi. Vâng, và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin được gửi tới toàn thể quý vị, đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, một ca khúc mang tựa đề Phiên Chợ Ngày Xuân. Xin được kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Alo, một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn tiếng hát của MC ca sĩ Bách Báo.